Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài chuyện Đức Thầy tắm sông do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Chuyện này vào năm 1939, ông bảy Phan Văn Dứt con của ông cả chín, ông cả làng Mỹ Hội Đông cùng bạn làng với Đức ông. Khi Đức Thầy mở đạo thì ông cả và con là ông bảy Dứt cùng đến quy y với Đức Thầy. Nhân ngày ông cả chín và con là ông bảy Dứt đến thăm Đức Thầy, Đức Thầy rủ ông Bảy Dứt đi tắm với Ngài và có hơn 10 người cùng đi tắm chung. Ông Bảy Dứt thủa đó cùng tuổi với Đức Thầy. Lúc này Thầy thường mặc bà ba trắng và Ngài đang viết bài để trơn đất bắc. Tuy trong lúc tắm có trên 10 người, nhưng Thầy chỉ gọi ông Bảy Dứt kỳ lưng cho Ngài. Ông Bảy Dứt kỳ lưng cho Ngài nhẹ, không dám kỳ mạnh, vì lúc này kim thân của Ngài ốm quá. Thấy thế, Thầy bảo, Ông Bảy à, kỳ lưng tôi cho mạnh đi lưng tôi cũng đất không chết gì. Nghe theo lời, ông bảy kỳ mạnh, thầy gục tới, gục lui, sức không chịu nổi. Thầy quay mặt nhìn lại thì ông bảy thấy là một ông lão dâu tóc bạc phơ, có tròn dâu dài, lông nheo, lông mày toàn là một màu trắng. Từ đang tuổi thanh niên, bỗng chốc đức thầy trở thành một cụ già dâu tóc bạc phơ, thật là ngoài sức tưởng tượng của ông bảy, sự việc làm cho ông kinh hoàng tột độ, ông nhìn thầy sừng sốt thấy thế thầy bảo với ông Bảy. Chắc ông lạ lắm phải không? Mới đây tôi từ một người đang tuổi thanh xuân, bỗng chốc trở thành cụ già dâu tóc bạc phơ. Lúc đó ông Bảy vẫn đang trong trạng thái sửng sốt, thì Đức Thầy tiếp luôn. Ông đọc lại quyển thứ nhất của tôi, thì ông sẽ biết rõ tôi hơn. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả rốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thảm càng phiền. Lên roi xuống vịnh nào yên thân già, rồi ngài nói tiếp. Tôi già cũng đặng, mà trẻ cũng đặng, ông hãy nghe thêm một đoạn nữa. Vàm nào dậy đã đến rồi. Quay thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát huê tình. Đậu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao. Giả bận áo màu ai cũng giòn xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm. Đứng xa quanh quẩn nói rèm với nhau. Đứa này nói để cho tao đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Sau câu chuyện, ông Bảy nhìn thấy Đức Thầy đã trở lại trạng thái bình thường là một người trai trẻ lúc đầu, và ngài nói. Thôi bây giờ đến phiên tôi kỳ lưng lại cho ông Bảy. Ông Bảy vội vàng thưa. Bạch Thầy, con đâu dám để Thầy kỳ lưng cho con. Thôi vậy cũng được, Đức Thầy nói. Bây giờ mình cút bắt cho vui. Những người cùng tắm, kể Đức Thầy nữa là 16 người, ông Bảy thưa với Thầy. Thầy cút hay là tụi con cút trước? Các ông cút trước thầy bắt cho. Ông Bảy nói, tụi con lặn là thầy khó bắt lắm, bởi tụi con mỗi đứa chia nhau mỗi ngã thì lâu lắm thầy mới bắt hết được. Thì các ông lặn đi, thầy bắt được hay không là các ông biết liền. Các ông chia nhau lội ra xa chỗ thầy đang đứng rồi hẻ nhau lặn một lượt, khi họ lặn xong. Ngài mới đưa tay vuốt và vỗ nhẹ trên mặt nước, tức khắc mọi người đều nổi lên mà mặt và mắt thì đỏ lơ. Đức Thầy bảo, tại sao tôi chưa bắt mà các ông trồi lên hết vậy? Bạch Thầy, tụi con đang ở dưới nước, trên này không biết Thầy làm gì mà tụi con nghe tiếng nổ thật mạnh, tụi con chịu không nổi. Giống như cá bị ngộp phải trồi lên. Tôi chỉ vỗ tay nhẹ trên mặt nước, mấy ông không chịu nổi phải trồi lên, tôi nói để mấy ông rõ. Sau này cái tay của tôi chỉ là thế giới người ta sẽ tu nhiều lắm. Thôi bây giờ đến phiên tôi cút để các ông bắt thầy lặn là tụi con ôm thầy lên liền hè. Bởi tụi con mười mấy đứa giống như cái đăng vậy, thầy lặn sao khỏi được tụi con. Ờ, mấy ông ráng bắt thầy cho được nha. Nói xong ngài lặn, cả mười mấy người đều thấy mặt nước không một mảy gợn sóng, còn cá lòng tông ăn móng mà còn dợ nước nhiều hơn. Sau khi đức thầy lặn rồi, cả mười lăm người hẻ nhau lặn tìm ngài, tất cả cố mở mắt ra một tìm cả giờ mà không sao bắt gặp được ngài lạnh tay chân đều móp run rẩy cùng leo lên bờ ngồi họ lo sợ phát khóc vì nghĩ là thầy đã mất tích các người còn ngồi đó khóc than với nhau thì ngay khi ấy đức thầy từ trên tổ đình đi xuống mà chưa ai hay ngài đến vỗ vai ông bảy tôi chở các ông lâu quá mà không thấy các ông lên các ông ở đây làm gì các ông quay lại thấy thầy thì ai nấy đều mừng rỡ thầy chỉ vào đôi mắt của các người mà rằng nước mắt của bà con còn nhiều lắm nhưng đến khi tôi vắng mặt và lúc trở về thì nó sẽ cạn đi nhiều, bởi quá nhiều cảnh khổ. Thầy vắng mặt một thời gian, và thầy trở về, với bóng dáng hàng Nga người thiện nữ. Trò nào chấp tướng, không tìm được thầy. Thơ sướng họa hàng Nga của Đức Thầy Đức Thầy mượn sự việc tắm sông cút bắt để lồng vào cái lý thầy sẽ vắng mặt một thời gian. Khi thầy trở về, tùy cơ ứng biến, thầy mượn xác khi già, khi trẻ, khi nam. Khi nữ, đặc biệt trong lời đối thoại với ông Bảy Dứt, thầy cho biết thầy mượn xác nữ. vàm nào dậy đã đến rồi. Quầy thuyền ghé lại bằng nay chợ đình, hát hai câu hát huê tình. Đậu xem dân chúng chợ đình làm sao, sáng ngày chợ nhóm lao xáo. Giả bận áo màu ai cũng giòn xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quần nói rèm với nhau. Đứa này nói để cho tao đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Phụ lục, đức thầy mượn xác nữ. Niên như điển, nguyệt như thoi. Vần xây thế giới luân hồi chẳng chơi. Có người thiện nữ truyền lời. Nhức vân thiên lộ máy trời thinh thinh. Non đoài giữ dạ tín thành. Thầy cho cư sĩ học hành chưa thông. Anh em ai có phục tòng. Theo tôi học đạo phải dùng tai nghe. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An trang 103 và 109, lưu ở đỉnh Tổng Sơn năm 1849, Nguyễn Văn Hầu Biên Khảo Ấn Tống năm 1973. Thầy Tiên Môn Đệ Tục, Đạo Tránh Tín Đồ Tà, Cha Hiền Xanh Con giữ, tức Bụng Trị Hằng Nga. Hằng Nga bóng vẫn sáng, mặc dù nhiều mây áng, khi ngọn gió thổi qua, ánh trăng hu on tỏ dạng. Tỏ dạng là ánh trăng mây không thể cản ngăn, cản ngăn chỉ phí sức. Không thắng nổi chị Hằng. Lá thờ Đông Kinh quyển 1, trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày mùng 10 tháng 6 năm 1964. Sydney, ngày 28 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Công đức cậu. Ai biết nước xuôi nuôi nước ngược, bệnh căn vô dực được thọ trường, dị thế dị thường tường dị lộ. Phật trời cứu độ ngộ Phật trời, dị cư dị thời lời dị thuyết, dị đoan dị tiếc kiết dị minh, dị sự dị ninh linh dị pháp, vô nhân đối đáp pháp thinh không. Đức thầy đức ông công đức cậu, hội đồng cơ hậu đậu trào minh, phép phép linh linh ninh quốc sự, nhân dân vô lự tự an khương, an quốc an vương khương thới nhạc, di đà di lạc đạt vi vô. Kim cổ kỳ quan cáo thị 83 phần 85, ông bà Nguyễn Văn Thới viết năm 1915, lời bình. Ông bà Thới tiên trì gần ngày tận thế và hội Long Hòa, sẽ có một đấng Bồ Tát xưng Đức Cậu Giáng Trần với hành trạng nhiều đặc điểm, dị thế, dị thường, dị lộ, dị thuyết, dị pháp, dị cư, dị thời, dị sự, và hành đạo tưởng như dị đoan tả giáo. Nhưng mà có phép màu dị linh khiến người dân được an khương thời di lạc Phật vương sắp tới thánh địa di lạc ở miền nam việt nam đức thầy dặn người tu phải giữ chữ rẻ coi chừng ngày thầy về trò không nhận ra thầy cuối cùng trò tức tử đập đầu vào gốc dừa kỳ vân siêu tầm phụ lục minh họa hành trạng đức thầy huỳnh giáo chủ trở về tưởng rằng cậu ở lầu son con tìm gặp cậu thon von châu mày tưởng rằng cậu ở lầu đài ai rẻ cậu tợ ăn mày tả tơi tưởng rằng cậu ở ngôi trời xác thân đẹp đẽ tuyệt vời xa xa ai ngờ như quỷ như ma nói đây đồng đạo cả nhà mến thương tưởng rằng cậu ở tòa trương đâu ngờ cậu lại phơi xương biển hồ tưởng rằng má phấn đắp tô ai rẻ ngó cậu trầm trồ biết bao ăn xin thân phận ngạt ngào xin ân xin đức đồng bảo dáng cho xin thầy độ bữa cơm no thân này khổ sở biển gò sang qua tưởng rằng cậu ở cung nga rẻ đâu không cửa không nhà dân ơi tưởng rằng cậu đã ngao chơi rẻ đâu vâng lịnh ngôi trời phải lâm tưởng rằng đeo đẳng vàng dân, ai rẻ cậu lại giả câm giả khùng tưởng rằng cậu lại anh hùng rẻ đâu cậu khổ cậu khùng ngày nay bá ra bá tánh an bài nhắc cho đồng đạo ngày nay đặng nhờ tưởng rằng cậu hãy tôn thờ ai rẻ trôi giạt bên bờ sông dương thôi thôi từ giã muôn đường cậu cười ba tiếng dân nhường cùng nhau. Cười rằng cơm đói cháo rau. Một ngày một bữa chùi lau vui vậy. Cười rằng mất chức mất thầy. Mất nhà mất cửa giờ này tan hoang. Cười rằng dân chúng trần gian, thật là ngu muội giang san trôi rồi. Cười rằng dân chúng ôi thôi. Tại đời bạc bẽo như vôi kia kìa. Cười rằng dân tộc rẽ chia. Cười rằng không thức canh khuya sưu tầm cười rằng dân chúng còn lầm. Lầm ta xuống thế tay cầm Ngọc Châu, lầm ta ở trốn đảnh đầu. Rẻ đông mượn xác công hầu bày khai, lầm ta lại hỡi con trai, hay là con gái ngày mai rồi tưởng. Lầm ta phải chịu oan ương. Nói đây cô bác đoạn trường biết bao. Thôi thôi kính chúc đồng bào. Buổi chiều cậu nói ngạt ngào vô biên. Ở đây kính chúc đạo hiền. Chúc cậu anh chị bốn miền Âu lo. Thôi thôi đừng sợ đói no, dáng tu dáng sửa qua đò nay mai biết rằng đời tục không lai đời tiên gần đến nay mai rồi tưởng thôi nghe cậu dáng nhẫn nhường nhẫn người qua được đoạn đường thoát nguy nhường người mở lối ta đi đừng sợ ai có khinh khi chi mình cứ tu cậu lại cầu xin cầu xin cho chúng rửa mình sạch trong đừng tưởng cậu ở non bồng cậu ở dưới thế toại lòng cùng nhau tu xin bá tánh ngạt ngào gửi thơ thăm hết đồng bào bốn phương. Thôi thôi bút mực phô trương. Khùng điên tỏ hết đoạn trường canh thâu, nói ra bút mực đôi câu. Gửi cùng bần sĩ ngó hầu tâm nao. Kính thưa anh chị kinh đào. Buổi chiều cậu viếng đồng bào cậu thăm. Thấy người cũng được thâm tâm. Vui mừng cậu lại nhiều năm tuyệt vời. Nay mai cậu sẽ xa vời. Giá từ đồng đạo đôi lời cậu khuyên. Giá từ đức cậu khùng điên đặng mà cậu lái con thuyền ra đi. Giá từ đôi khúc ai bi. Chừng nào trở lại ra thì bớ trò, thi rằng nơi trốn dáng lo. Dáng lo cầu nguyện cậu cho sau này, dáng cầu nguyện Phật nguyện Thầy, đặng cậu về tới sửa xây cho mình. Cậu đi bá tánh chúng sinh, không cầu đi mãi rung dinh cửa trời, giá từ đồng đạo nơi mơi. Cậu đi nơi khác tuyệt vời kính khuyên, giá từ đồng đạo vô biên đến thăm một chút sĩ hiền rõ chưa? Rõ rồi sớm muối chiều dưa. Rõ rồi đức cậu mới đưa thơ để. Rõ rồi đức cậu mới về. Rõ rồi đức cậu mới kể thi văn. Giá từ sự khổ khó khăn. Lui thuyền trở lại sáng trăng trong lòng. Cậu về nơi cõi rừng tòng. Hay là ven biển mênh mông đại ngàn. Thuyền kia qua lại rước ngang. Thôi thôi từ giã đạo tràng bình yên. Chúc cho bá tánh thị thiền thật là vô lượng vô biên chỗ này. Trích mặt bê băng cassette ghi âm đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết pháp ở Kinh Đào, kết tập sách Phật Di Lạc Giáng Thế Trang 119-123, đến 123, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1998. Người chấp tướng không thể nhìn ra hành trạng đức thầy trở về, vì họ nghĩ rằng thầy trở về với tướng Nam Oai Phong ngồi trên chín bệ cao sang chớ đâu ngờ thầy hóa thân Bồ Tát làm thân lươn chui dưới bùn xình để độ chúng sanh, vì nghịch cảnh. Tà ma lộng hành, thầy thay hình đổi dạng hóa ra xác nữ rốt để dễ tiếp cận người đạo, trong sấm giảng thầy dặn rằng, ra đi dặn lại ít lời. Khuyên trong buồn đạo vậy thời dáng nghe, giàu ai tài phép bày khoe. ham linh hàm nghiệm sợ em mang nghèo, lựa cho phải cột phải kèo, phải vai phải vế mà theo kèo lầm ngọc kia ẩn dạng khó tầm. Chọn nơi trơn tránh khỏi lâm khổ hình. Dặn dò bổn đạo, Đức Thầy viết ở Hòa Hảo tháng 2 canh thìn 1940, chép theo bản tránh do ông Nguyễn Trí Diệp giữ, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ấn hành năm 1965. Câu ngọc kia ẩn dạng khó tầm, ám chỉ Thầy trở về để ra đề thi phá chấp tướng. Thầy trở về ẩn tướng, mượn xác nữ rốt. Viết không dành văn tự ví như viên ngọc quý ẩn trong tảng đá thô sơ, chỉ có người thợ ngọc tài giỏi mới có thể biết được viên ngọc quý ẩn trong đá. Thầy trở về ẩn trong tướng nữ rốt thuyết pháp, chỉ có người đạo nào thuần thành mới có thể nghe và hiểu được lời vi diệu của thầy. Ví như chỉ có người chi âm như tử kỳ mới có thể nghe và thấu hiểu được tiếng đờn bá nha trên bến hàm dương. Đời chiến quốc có người ở nước sở họ biện tên hòa lên núi kim sơn lấy được viên ngọc phát tức là ngọc còn ẩn trong đá đem về dâng lên vua lệ vương. vua bảo thợ ngọc xem, thợ xem rồi tâu đó chỉ là đá. vua khép tội khi quân chặt chân bên trái của biện hòa. đến đời võ vương, hòa lại đem ngọc phát ấy dâng lên vua lần nữa. vua võ vương cũng bảo thợ ngọc coi, và cũng lại khép biện hòa về tội dối gạt vua, và bị chặt nốt chân bên phải. đến đời sở văn vương, hòa lại muốn đem ngọc phát dâng lên vua, nhưng vì hai chân đều đã bị chặt cụt, không thể nào đi được, đành phải ôm ngọc mà khóc ròng rã ba ngày đêm đến nỗi mắt chảy ra máu. có người hỏi, thì biện hòa đáp không phải vì muốn được vua thường mà đem dâng ngọc, nhưng quá đau khổ vì ngọc mà bảo là đá, ngay mà bị khép tội là gian đó thôi. vua sở văn vương nghe chuyện, bảo thợ ngọc phá viên đá ra xem, thì trong đá có viên ngọc rất quý, ngọc tốt không tì vết chừng đó nỗi oan của biện hòa mới được giải tỏa kỳ vân siêu tầm xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem